nhà. Hôm nay mình sẽ nhậu hết cái này về cho mẹ ăn. Ok. Dỗ đi, mà đều là có người đẹp là các cải nha. Cải to lắm các bạn ơi. Cải này, coi cải này. Giờ thay cứ cắt cái này luôn hả? Cắt đi. Cắt lên thêm xị nữa. Rồi. Mặn lên, lên thêm xị nữa, lên thêm xị nữa đi. Rồi. Lên thêm xị nữa xưa. Rồi. Cái mà to dỗ đi. Nha. Bà bẻ ra. Cải bây giờ là nó lên to mà lớn rồi. Mình dỗ lên rồi mình tông lại cái khác nha. Đó. Bây giờ là dỗ cải. Đang mua thu hoạch cải nha các bạn. Đó, mới 3 cây thôi mà nguyên cả rổ to trắng. Cái cải này, ngọt cái cải này. Chia quận đưa quay cái cải này. Cái cải này. Cải khổng không? Đó, thấy chưa? Năm nay mình được mua cải các bạn ơi. Cải cây nào cái này to. Mình nói là to chưa thằng cải luôn. Chưa. Mới cầm nắm cái cải thôi mình nguyên một rã luôn. Nếu bây giờ ó là thu hoạch hết đi. Xíu, đu thu hoạch. Đu thu hoạch hết đi để cho mình ăn luôn. Được. Thu hoạch hết là mình tông lại cái khác á. Ừ. Đừng khỏe hơn. Trong ga có gió. Chủ ga có gió tốt nghiêng tốt ngã rồi. Đó, úi xin là cải nha này. Cải khổng ấy hư. Phải nói là khổng luôn. Các bạn, các bạn nhìn thấy vườn cải của mình bây giờ mình là thu hoạch là mua cải nha, rồi mình sẽ băng ra đứt hết và dỗ cỏ lại, sau đó là mình là tông lại cải khác nha. Cái chỗ này nó phải nói là như thế nào đây, cái chỗ này là nó nhím á, là cải nó chiều lên đó. Thấy dỗ cải vui không? Sướng không? Rất sướng tay. Rất vui. Đã đã hi. Vì có thu hoạch được. Đó, thấy chưa? Có ai muốn mua cải thì mua lại đây. Lấy cái đục bức 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 cái bức cái. Bức cái đất đã. Bức cái đất. Bức cái đất rồi. Bức cái đất đi rồi. 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 Đi về đây mình đi làm đi chơi gì cũng được hết. Tu kịp thế. Cái này nấu canh không? Cái này nấu canh, luộc hay là làm dưa làm đồ chỉnh được hết tùy theo mình thích sở thích của mình. Cái này mình phơi nắng á, bơ mình ngâm về muối á. Mình làm dưa cải. Bẻ lên xịt nữa. Nó thấy chưa? Một cái cải. Cắt lấy gì nữa cái da rửa rửa dỗ hết đau nữa nữa đi rửa da ăn kiểu này cũng ngon hả? Da ăn đắp có chiều không có xíu ăn nữa thì chia ra vậy chi nhưng giống làm súp bát rửa xíu dỗ hết đi. Rồi mình thông cái mới trong lên lại á. Thấy chưa? Đã tay hi. Sướng. Tôi muốn được dỗ lần. Để tôi tông lần khác tôi dỗ. Bấm mà cũng dỗ mà đã. Thích chưa? Thích dỗ cải, cắt cải. Nó tiếng nữa. Nó đều không cải là như vậy. Nó lâu tiếng hả? Vườn chưng cả giống cải này á. Dỗ hết luôn hả? Dỗ hết đi. Rồi. Dỗ hết đi. Dỗ mấy cái này, cái dỗ dỗ hết đi. Dỗ hết bây giờ làm cỏ làm đồ luôn. Này, bi này, là thấy chưa?
Em làm nhà nông, sau này mua nhà. Định mua nhà luôn hả? Không có định ăn ở vậy nè hả? Mua nhà. Bự chút xíu thôi, để trong đó. Để trồng rau, trồng cải được hẳn. Giờ dỗ xe lách luôn thế. Mua ăn xe lách luôn. Xe lách ở nhà cỏ. Chưa bắt đầu quá cắt cái đầu đôi đó đi. Cắt đi. Lấy kéo cắt ngang cái đà. Chứ không phải lấy rèn hả? Bữa sau lại là tôi dỗ cái rèn nhầm chứ. Lấy cắt ngang hết đi, một bụi nữa luôn. Rồi. Cắt ngang mà cắt cao 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 nghe, đừng cắt thấp nghe. Cắt lên hả? Không có cắt xuống phải không? Để cho về chứ. Xuống. Ở dưới chân nữa đúng rồi. Cắt dưới chân nữa để. Không cắt xuống. Không, để cho gió dỗ thì gió lấy cái rèn cho mà đưa tung. Hiểu không? Mà chắc cắt xuống hàng cục da thôi, hàng cục chân nữa thôi. Mà để lấy cái rèn nói chung nó lấy cái rèn á, cho đó lên mấy cái dặn đó chĩa ra. Mình tung cải mấy mùa rồi đây. Bây giờ mày dụ này. Dụ cải ăn. Thì tế mình có tung xa lát xóng mà chứ hẳn lên nè. Xa lát xóng hẳn thấy nè. Rồi. Cáo gì? Nón lắm. Cái này ăn rồi chỉ đó bún thịt nướng á. Là hết cái đạn luôn. Bún thịt nướng vì bánh cuộn á, cái bánh mà ở xíu nói là thế. Ăn làm cho mày được ăn. Bánh cuộn á, bánh mà đổ cái khô khuôn nữa. Bánh ướt á. Không thôi, lên một ổ bánh ướt thì được. Bơ nướng thịt nướng á. Bỏ cuộn vô, bỏ đồ này cuộn vô ăn ngon thì sao luôn. Tuyệt vời. Phải nói như vậy. Thôi, về được rồi. Này, cắt đi, cắt thêm đi. Cắt thêm. Tha hô. Cho chia ra mẹ cho ăn. Cắt vậy là mọc lên cũng đẹp lắm hả? Tại vì cái rau này để tung thủ lạnh á, rửa mà để tung thủ lạnh là nó không có đỡ. Hiểu không? Nó tốt, nó rửa hay xong ấy. Rửa xong rồi mà đu lấy một miếng giấy, đôi giấy mà hua xua bạp bé. Rồi đu cuộn lại, rồi để cả 200 ngày nó còn không có héo nữa. Nó chống lại là cái này để lâu lắm, tung thủ lạnh nó chịu lạnh được mà. Nó để chừng nào nó tốt chừng này à. Bây giờ đất khô còn đẹp à. Anh đổ mấy cái đất này trên khô đẹp nha. Đổ nó rõ để mà sốc mà tông mà lại đó xung quanh á. Cái này chắc được bạc. Rồi. Bây giờ là mùa này là mình có một cái ngải cứu này. Này là mình dám ăn này. Anh ngày cứu nó giống ngày cứu thì điện chứ phải mình cứ cứu Việt Nam anh.
Tại vì cái mùi bây giờ hẳn thờ hẳn hẳn. Thôi mà còn lại chịu đỏ để ăn lưng lưng hẳn vui. Ngày kiểu là nấu làm sao? À, cái ngày kiểu nữa hay là mới nấu đó đó miệng á. Hiểu không? Đó miệng bụng miệng á. Ừ. Được chưa? Hãy hải thêm nữa thêm đi ô. Ô ăn nữa. Ăn cái gì đâu? Rồi ô ăn bụng thịt nướng rồi ô ăn đủ thứ cả. Ăn phở rồi rửa. Đủ thứ cả. Nếu có phở tốt á, nào phở mà ăn tốt thì tuyệt luôn á. Rồi. Ừ. Nên làm cỏ thôi, chập làm cỏ đó rồi. Làm cỏ luôn. Làm cỏ xong là mình tông lại. Rải đất đô lên đó. Mình tông. Rồi. À, thấy chưa? Tôi cắt dán nhẹ đó. Rồi xong một cái là mình sẽ làm cọ. Cỏ như thế này cho sạch này, làm ăn cỏ mình đổ đất vô lại, làm cỏ sạch sẽ, mình đổ đất vô, đổ đất vào mình tông lại được khác. Đây thì cực tuyệt của mèo luôn, con đi răng, thấy chưa? Mới làm chục nó sạch chưa? Ớt chịu, đó, thấy chưa? Bây giờ là cải đã dỗ xong, mình làm cỏ cái chỗ này mình phải tâm cải lại được khác, và bên này mình phải dỗ một ít rau thơm để tông nữa. Rau thơm là mình bỏ trong tủ lạnh nhá, là mình rau thơm mà bỏ toàn trong vào trong tủ lạnh là ăn được là 2 ngày, tại vì rau thơm là nó thích là sự sự của lạnh.
Wow. Thế là gì vậy? Rau thơm. Còn này, rau này rau gì? Rau thơm. Và... cũng là rau thơm. À, giống như là có cái... ngọn hả? Con ngã cái pin này ra cho chị. Ngã cái pin. Đi ra. Lấy cái pin này ra, anh sang đem đi thật xuống các em. Mấy cái pin tấm chân ngon ha. Đi đi đi. Cái nó lên đi chứ không mà. Không bỏ, không bỏ cái đồ ụt vô, cho nó ụt vô thì có. Có, phải như là còn có đất thôi. Có đất thôi, nó giống như lên hải, nó có đất thôi. Cho nó còn chết á. Rau thơm, rau thơm. Tại sao nó khác nhau vậy, như khác nhau vậy? Ui, nó sắc hộp quá. Thế như kẻ này là của người mình chứ hả? Rau thơm này là của người mình nè. À, rau thơm như của người của mình vậy kìa. Mình ui, nó sắc hộp rồi. Ok, cái đó nó cỡ rè. Cỡ rè nha, có như rè tâm, nó đi tâm. Nó đi ăn được, nó tâm được. Nó phải như tâm. Để nó tâm chung máu kìa. Mình rè nó ra là máu chảy cho thấy ghê á. Rồi bây giờ đã làm xong cái ổ này nha. Mình để giấy là một đêm để cho cái ổ này nó khô. Xong mình rải đất tới. Và mình sẽ tùm cải. Và mình tùm những thứ khác nữa nha. Cải này, thu hoạch cải xong rồi các bạn. Dạ. Cải là cải, không phải này cải là cãi là cãi là cãi là rồi cãi salad rồi xong xuôi dọn dẹp không làm nó làm nhanh nhá hả. Rồi đi rửa tay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tương tự nha. Bye bye.